Hello. Hả? Không. Sáng nay em đang đi cà phê trên Đắk Lắk. Một cái view khá là chill. Lại quay phim cho Mười xem. Đây nha. View rất là chill. Cái khu bên kia là khu cà phê, mình đang uống cà phê bên kia. Xong rồi đây nè. Ottoman tiền Roman. Cà phê này nè, địa chỉ ở đâu không có địa chỉ đâu. Mấy cái nhà trong đó là cái nhà trưng bày, muốn đi vô trong mấy cái nhà trưng bày ngang sợi dây đó là đi vô tham quan trong đó là phải mua vé tham quan riêng, còn uống cà phê bên này thì uống được free. Nà, giá cà phê rẻ nhất là 60.000 một ly, cà phê đen, cà phê sữa gì cũng vậy, nước pha chế thì rẻ nhất 45.000. Mà cái view bên kia, mình đang cà phê bên kia đi qua bên đây là còn có cổng thì vô, cái cổng vô là đường ngoài kia. Ai lên 30 thuộc thì uống, thì đi về trải nghiệm trong này cũng chưa. Bảo tàng, cái này là bảo tàng thế giới cà phê. Chỉ xe lại ngồi kia. Tù này cũng được lắm. Người ta vô đây check in sống ảo cũng nhiều lắm. Ai mà chưa lên 30 thuộc thì ở nhà mình quay cho xem. Mình xem trước rồi nào quý vị có dịp đi lên 30 thuộc tới đây check in sống ảo sau. Mấy cái đó là mấy cái nhà bảo tàng đó kìa. Ba nền văn minh cực phi. Ottoman thiền Roman. Gì có cái trụ nãy giờ chụp sáng giờ chưa xong luôn trời. Quá kỹ luôn. Chụp sáng giờ có gấp luôn mà chụp chưa xong luôn. Cô đang live hả? Cô đứng đó đi. Đang live. Chụp cho cô luôn đi. Cái gì ta đang live stream. Cô cứ tập trung đi. Gì tự nhiên có dáng có đồ chứ môi bán gì mà hàng. Ai đang live stream có tay giơ lên trời, có mặt kênh kênh đi chụp hình. Hai ba. Được chưa? Đẹp không? Chụp chi mà lại nọ. Ở đâu đâu nhìn nhờ mát mát nhưng mà chụp hình có khác nha. Đâu có nữa. Chưa được hả? Đó được á. Ủa chụp quay vô chứ. Khoan. Sao? Màu đẹp. Bị chói không? Dạ không. Ờ. Màu đẹp. Đây nè. Rồi. Cảnh. Ê, giữ bụng hoa chụp hình đẹp kìa bà con. Nè nè, lại cái bụng hoa này chụp hình đẹp nè. Mấy chị đẹp. Trời ơi, hoa nở xinh xắn. Chị Thi. Dì ơi, bụng hoa này đây chụp hình đẹp nè. Hả? À, chụp cái góc đó hả? Chụp lên.
triệu nhưng mà lấy sao đi đâu quá. Sáng nay đang lượn lờ ở trên đất lắm. Coi 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 dần chúng sống ảo sống ảo vừa sống ảo xong coi coi bàn tán. Hello xin chào. Hello ở đây có dịch vụ bán gì? cần dịch vụ bán gì? Ai bán gì ai mua gì không bán? Có gì bán đó? Vốn tự có. Cái vốn này không biết có hay không nữa. Không biết có vốn gì mà bảo vốn tự có. Cái này là ngon bổ mà không rẻ nè, còn ngon rẻ là không bổ nè. Đi ngựa. Sáng nay em đi ngựa trên Đắk Lắk á vậy. Giỡn chứ có việc. Bữa trước là mình nói mình đang đi mất đám tang bên ở trên Kon Tum. Xong rồi đám tang chôn xong rồi hôm qua tối hôm qua mới lên Đắk Lắk. Từ bên Kon Tum qua Đắk Lắk là khoảng đi xe 5 tiếng. Đi xe 5 tiếng em đi qua Đắk Lắk là đêm hôm có việc. Khổ tâm lắm, chán. Gầu lắm, gầu rỉ đó. Rồi đi qua Đắk Lắk có việc đêm hôm xong rồi giờ sáng nay đi ăn sáng cà phê. Ăn sáng xuống cà phê xong rồi chút nữa 12 giờ trưa là em đi rời khỏi Đắk Lắk. Rời khỏi Đắk Lắk rồi xong đi lên Gia Lai. Đi lên Gia Lai xong rồi cũng có thể chắc về lại Sài Gòn. Xong đi lên Bình Thuận chữa bệnh cho bà dì quật. Ta nói công chuyện cứ gần xong rồi có người điện thoại đang ở trên này xong rồi nhưng bị gì bệnh bây giờ ông cậu gọi xong hỏi giờ đang ở đâu chữa bệnh cho bà dì gì bệnh lâm trọng bệnh. Ta nói cái cuộc đời tối ngày đi làm không công khổ ghê, làm không lời không vốn toàn lỗ. Xong rồi bị chửi nữa chứ. Tai tiếng nghi xèn. Thôi kệ vậy cho nó vui. Đông lắm nha. Cái xóm du lịch này đông vui. Rồi con vui. Không thấy tẩy được. Vậy đó. Bị nắng rồi. Ở trên này dễ thương cho nên cảnh đẹp. Rồi. Rồi, bé ba mẹ mười nha. Em quay cái cảnh đẹp cho vui ngắm xí vậy thôi. Giờ em đi qua kia uống cà phê, đi cà phê tan đá, chắc là cà phê chảy nước hết rồi. Keo ly cà phê lâu quá đi chơi đi sống ảo từ nãy giờ rồi cà phê tan đá rồi. Thôi đi về uống cà phê đi xí đi chụp tiếp. Trời ơi, cà phê 60.000 ly mà đi xong về ra đá không còn nước không mất đi hương vị cà phê. Đúng rồi chụp đi ha, chụp hình không gì mất ly cà phê 60.000 mà uống không được dở nữa. Lạnh, đi vòng vòng nắng chút ấm lạnh chứ ngồi chỗ lạnh chết rồi. Tên. Quay một vòng ở khu cà phê nè. Nè, quay một vòng. Đông vui. Dạ em vô uống cà phê đã. Uống cà phê đã chứ để cà phê tan đá hết rồi hả?
Ủa có phía mưa đây chưa? Rồi. Tạo mã là tạo số tiền trong cái mã luôn. Đây là mã nó tạo bên trong đây. Nó tạo nó mấy mã riêng của nó. Thì mình cứ cộng tiền lại là nó tự máy là nó có cái bill này rồi là máy nó tự tính tiền xong rồi nó chụp ra cái mã luôn. Còn ví dụ như trên cái app của cậu á là cậu ví dụ như cái này là cà phê, cà phê pin, cà phê tiền chứ. À, cà phê sữa nóng là nó. Ví dụ như cậu tạo số tiền là cậu họ cần chuyển. Là ví dụ như đây giống như vô ngân hàng. Ví dụ cà phê này cũng được đó. Bữa nay mình biết ngõ mình tải livestream trên top về rồi, cho nên mình quay livestream sau đó mình về mình tải xuống lần đó ra. Qua đây là ngược. Rồi, máy bay mọi người uống thử ly cà phê Trung Nguyên trên này thử coi hương vị như thế nào. Bắt đầu nhập số tiền vô là nó lên cái mã này nó có số tiền. Bao nhiêu tiền vô là nó hiện lên dài, cái nó mình chụp vô là người kia coi như lấy cái mã này quét vào cái là nó có số tiền rồi. Đó cà phê dành cho khách du lịch, mấy người Tây du lịch uống nhiều cái vị của Robusta nhiều đúng không? Đúng không thầy Nguyên? Cà phê này cái vị của Robusta nhiều đúng không? Ai biết. Nó có cái vị chua của cà phê Pháp. Uống nên nó có cái vị cái hậu nó hơi chua giống cà phê Robusta. Còn có ra được phê cái gì cậu cũng uống. Không, là mỗi cà phê rồi còn có vị mà cà phê của Arabica nó có vị chắc chát. Mà có phần là phần tất cả nước đá ngựa thế này. Giữa hấp với cà phê và mai mốt đi phân tích con lấy ngựa. Thiệt con, tình. Con chỉ biết là cà phê này là lấy ngựa Pháp nó khác với ngựa Mông Cổ. Lấy ngựa Việt Nam nó khác. Cái hơi chắc là rất là ít. Không có hơi chắc. mày không giặt cà phê. Tao nó chán đời mới sáng uống mày cà phê sọc lấy mũi rồi. Cái này có gì sai à? Không cho nước uống như là. À nó không có nước uống. Ở đây được cái là bán cà phê, có cà phê thôi chứ không có trà đá. Cà phê này là 60.000 ly. Để quên vô. Để em biết thị vô ra, nó ra nó kêu rồi. Mà tính trong đâu mắc đâu cũng được nè, giá cũng được nè. 45.000, 45.000. Nè. Menu nè. Thảo mộc thanh nhiệt 45.000, nước rẻ hơn cà phê. Nè. Thảo mộc thanh nhiệt là 45.000, cà phê phin 4 đen đá 60, cà phê sữa đá, cà phê phin số 4 là 65, cà phê chế phin số 4 là sữa là cũng 65, canh xả gừng hương thảo là 45. Uống Thủy chưa kêu hả? Ăn Thủy mới tới đi, Thủy chưa kêu hả? Vẫn còn thiếu một phần nữa. Không, cũng mẫu dụ mình nghe ly 60-70 ngàn thì mắc, tính ra cũng có 200 mấy ngàn, không rẻ đâu, mắc đâu. Hả? Đâu bà con chuyển bà con bình thường. Cũng lấy mắc lắm. Rồi thì kéo món gì kéo đi. Cà phê 65.000 là tiền ly, không có sữa, không có trà đá đó. Nước suối 20.000. Uống cà phê phải có trà đá chứ. Có bill nãy nước suối 20.000 chơi nước suối. Mẹ biết mà. Cái này chắc chắn là con không uống được cái này. Mày không cản con. Đưa cho tôi, cô thầy uống. Ly rồi. Đây thì uống. Cái thảo mộc này mát mẻ. Này ngon này còn uống không uống nào được la hét, có dạng la hét con xu nó không uống được. Cà phê cũng không ngon, đâu ngon lắm đâu hả? Này thấy ngon. Nói chung là cũng được. Được à.
Mình còn thử 3 món rồi còn về trước đây. Dạ, bình thường cũng như vậy thôi. Bình thường à, không dạ, ngon lắm. Cà phê số 4 là cái kiểu như là dạng như cái hàm lượng caffeine nó cao hơn. Nó mạnh hơn, đậm mà lạc hơn xí. Mấy người mà nghiện cà phê, ví dụ uống cà phê số 1, số 2 nó không có đã. Cho nên là mấy cà phê đó kêu là cà phê tỉnh táo sáng tạo gì đó. Phải cầm rửa phin lấy 5.000. Rửa phin lấy 5.000. Cho nên thường là cà phê số 4, số 5 của Trung Nguyên là dạng như cà phê cái hàm lượng cao á. Uống nhiều người uống không quen nó sẽ bị say. 60.000. Nó sẽ bị say thôi. Nhưng mà 65 ngàn này. Cái khu này cũng của Trung Nguyên luôn á hả? Khu mới của Trung đường. Nguyên luôn á. Thiên đường cà phê Trung Nguyên. Trung Nguyên có hai cơ sở, nó còn một cái cơ sở bên kia là cơ sở cũng Trung Nguyên mà đường gì? Đường Lý Thái Tổ à? Đường Lý Thái Tổ, bữa mình vô dạ. Lý Thái Tổ. Nó làm nó dạng cũ, còn ở đây nó hiện đại. Bên này là cái view của hiện đại rồi, còn một cái view của Trung Nguyên bên đường Lý Thái Tổ là kiểu như hồi xưa cổ kính, nhưng mà nó có mấy khu bây giờ nó đóng rồi, cái khu mà vô cái hang đá nó đóng rồi. Cái này giống như gà kho xá. Cái này là cái mùi gà kho xá hay là chanh xả này. Nước chanh xả mà dân chúng nó uống nó bảo giống mùi gà kho xá. Nghe chúng mặt. Ơi có uống gì kêu với thầy. Ơi uống hen. Cái khu du lịch nên đại loại là view đầu tư mắc á, cho nên là nước nó phải mắc hơn, cái đó là thuế rồi này kia. Thế còn thực ra nếu như gọi là sáng thì với mẹ đồ ngon thôi, uống cà phê là chơi là tới tí thương. Thầy, chết đi thầy. Thầy rồi. Rồi trẻ mồ cô thì nó mắc dậy lắm, đừng có hỏi là gì nữa. Mồ cô ấy. Bên đây mồ cô. Bên đây không có rồi. Ai dậy. Mà người ta nói trẻ mồ cô mắc dậy. Bên đây không có ai dậy. Ở trong cái bàn này tới hai người mắc dậy, hai đứa mắc dậy, đứa trẻ mồ cô mắc dậy, còn một đứa giáo viên sáng này nghề mà cũng mắc dậy. Sáng này bị mắc dậy đi cà phê. Con làm gì? Cái bàn này là hiện tại là tới hai đứa mắc dậy rồi. Cứ về qua. Rồi, bye bye mọi người. Ai lên làm cà phê Trung Nguyên mà làm cũ thì đường Lý Thái Tổ. Còn cái khu mới dành cho du lịch đồ này nọ thì cái khu này là của ở đường cuối đường Nguyễn Văn Chiểu. Dài. Cho nên mình cũng review giá cả không quá mắc. Ly cà phê sữa đá này thì 65 ngàn thôi. Còn ví dụ như nước uống pha chế 45-50 ngàn thì thực ra ở một khu du lịch thì bình thường. Giá này là ổn định, nhưng mà cái vấn đề là theo mình nhận xét mình thấy nó không có đậm đà lắm. Chúng nó không hay lắm, chắc không cà phê thì nó đa dạng lắm, nhưng mà nó không hợp khẩu vị. Nhưng mà cái này là để nối lại. Ly cà phê này thế này uống thì nó cũng giống như mấy cái quán khác mà nó uống cà phê pha máy thôi. Mà menu đồ ăn thì cũng được, mà chỉ có menu nước thì không đa dạng. Nói chung là không có phong phú. Dạ yeah, em bye bye. Chúc mọi người buổi sáng vui vẻ. Tạm biệt.